Thì hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà nè, thì hôm nay mình dân chỉ được bấy nhiêu cá đây thôi. Ồ, cá hút cực kỳ ngon. YouTube Kiệp Rapper, chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì hôm nay mình cũng lâu lắm rồi không có ra một cái video nào hết, khoảng cỡ 2 tuần nay rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà, thì mình dân câu ở ngoài sông nha, nhưng mà mình không có quay ở ngoài sông mà mình đã đi về rồi. Thì hôm nay mình dân được nhiêu cá nè, thì mình chuẩn bị một thao nước để mình đổ cho cá nó mạnh một hơi, mình mới chuẩn bị cá để mà đi chợ. Độc chiêu, một con cá kết cực kỳ ngon luôn. Cá kết này rất là hiếm nha. Nè, được ăn cá sấu vàng nhánh luôn. Cá mình về mình phải bỏ vô cái thao nước này trong hơn cá nó tỉnh lại á, rồi mình mới sạn đi bán được nha. Ngon luôn. Mình làm cái gì thì mình quay cái nấy, chứ mình không có đầu tư thêm nhiều quá. Khi mình làm YouTube này thấy không có tiền gì trơn á, thì mình có bằng cái gì thì mình quay cái nghề nấy thôi. Cái dưới bự không à, chứ hôm nay mình cũng lâu rồi không có ra cái clip á. Cả nhà nhớ ủng hộ cho mình nha. Hú nè cả nhà. Cá hú mạnh quá. Nè, đây là cá hú nè. Còn đây là cá ba sa. Thì mình cũng thường xuyên mình sẽ chia sẻ cho cả nhà là cá hú và cá ba sa nè. Nè, cá ba sa nó sẽ khác hơn cá hú nha. Rất là xa luôn á. Nè. Nè. Hai con này mình phân biệt rất là dễ luôn nè cho. Nè, cá hú. Này là con cá hú nè. Đó, nó ngáp nè, à, rất ngon ha. Nè, này là con cá ba sa. Với lại là cá ba sa này là cá ba sa nó thiên nhiên là cái gai rất là nhọn bén luôn nha. Nè, cái gai này rất là nhọn bén luôn. Gai với cá hú cũng vậy luôn. Gai rất là nhọn. Nếu mà cái gai nó tà sát đây là cá hú bè nha. Bởi mình phân biệt dễ cho mình người nhiều như các bạn đi để mà đi chợ để mình xem cá nào là cá thiên nhiên ngoài sông, còn cá nào là cá hú nuôi với cá ba sa nuôi nha. Cá hú thiên nhiên thì sẽ cái giá sẽ cao hơn cá bè. Nè. Với là cá kết nè. Cá kết nè, đó, khi mà còn sống rất là ngon nè. Cá này là hiện tại nói chung là rất là hiếm, thật là hiếm luôn. Lâu lâu mình chỉ được một con hoặc là hai con là nhiều á, chứ không có dính nhiều nữa. À, cá là thịt rất là ngon nè, cái bề bản là thịt không à.
với cá sủ thì mình giăng cũng ít, còn ở chỗ khác thì giăng có nhiều nhưng mình giăng ít quá. Cá sủ vàng nín luôn. Nay là được mấy cá dứa, cá sát như vậy nè. Mình bỏ đây hơi là nó cho nó tỉnh lại. Tại vì mình không có bơm oxy đó. Cá thiên nhiên ngoài sông mình đem về mình không có bơm oxy. Wow. Cá này kho tiêu. Cá này thì nấu canh chua là tuyệt vời luôn. Cá này toàn bỏ là mình đây là cá toàn cá thiên nhiên không nha cả nhà. Cá mình tự mà giăng câu ngoài sông cầu lãnh của mình á thì mình bắt mà đem về. Với hồi nãy mình đang trên đường về á thì cái gài hay cũng hay chạy mưa á cả nhà. Mất là mưa á, nhiều khi mình tranh thủ về sớm nó phải ở ngoài khi mất mưa á. Mưa với dông rất là dông luôn. Cá mình tỉnh rồi. Mạnh nữa mạnh lên nè. Rồi thì mình sẽ sẵn sàng để mà đi chợ. Chọn cá đi chợ tiên nha. Để mình lấy thêm mớ cá đây. Mớ cá đây là cá hôm qua cả nhà. Hôm qua mình mang nhiều quá, mình phải đem về muối nha nha. Muối thì đã riêng vậy nè, gỗ riêng vậy. Thì bây giờ cá nó đã tỉnh lại rồi thì mình chuẩn bị lựa cá riêng, cá bự. Cá này mình lựa mình đem xuống 1 cân cho 3.000 thôi mà rất là mau. Mình cũng đợi riêng luôn. Này mình mới nói với cả nhà là khi mình ở ngoài sông mình bắt cá gì muối là cái này nè cả nhà. Tuy là nó không ngon nhưng mà dễ bán hơn. Nó bị chết rồi á, muối gì nó không được ngon không. Mình sẽ vớt mấy con cá nhỏ nhỏ nè. Em câu ngày hai buổi chứ. Buổi sáng mình đi mặn tới chiều rồi tới buổi đêm ăn đêm á, tới sáng mình dồn ra 2 buổi mình mới đi chợ. Chỉ con cá cớp nè, cũng phải để con riêng cho ở bọc kia luôn. Ủa nhảy ngoài luôn. Cái này mình sàng đem số bán hàng cân điện lại. Con nữa. Mình
mình sẽ ăn cá xong xuôi rồi mình sẽ chuẩn bị bỏ vô vỏ để mình đi chợ. Hôm nay mình thu hoạch là nhiêu đây không? Cũng là sống được qua bữa cả nhà. Còn cái kết nữa. Nhà thì mình đi ra cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà mình dân câu ngoài sông Cò Lãnh, thì về nhà mình sửa sạn cá để mình đi chợ cả nhà. Thì mình đã sạn xong xuôi hết trơn rồi. Thì cái video của mình đến đây đã kết thúc. Nếu cả nhà có yêu thích cái kênh mình thì hãy nhớ cho mình một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà.